make you see how you fit me perfectly and I fall. Yeah. 好呀, 再看呀。来来来。OK. 哇。Dạ. Dạ, chào cậu Hải Đăng Đu. Các chú ngồi dưới có thể nào nói giùm tôi là chuyện gì đang xảy ra được không? No! Dạ, nắm tay nha. Dạ, vâng. We've been through it all. The one who anh nhắm mắt lại nha. Em còn một món quà muốn dành cho anh nữa. Rồi. Thảo nha. Chắc chắn nha. Để em. Ok. Ôi. Dạ. Dạ chào cậu Hải Đăng Đu. Ở đây thay mặt cho họ nhà gái, con gái chúng tôi là Seri. Hôm nay xin phép tới làm một cái buổi lễ dạm ngõ cậu. Dạ tụi tôi không có gì nhiều, vô chính nhà và kính cửa người. Ôi. Chính hồng mau vô đầy nhà đi các con. Xong kia. Đây mình để hết đồ ở đây nè mấy cháu ơi. Đó. Dạ để đâu ạ? À? Trời mấy ký vàng nó nặng nha, để bên đây kỹ kỹ mình canh nha. Như kiểu đang ở trên vùng cao ấy nhở? À, thay mặt cho nhà trai. À không, nhà gái chứ hả? Nhà trai mang đi của mình hả? Dạ. Nhà gái đây là có một cục vàng. Cục vàng được bốn mấy ký là seri. Nên hôm nay thay mặt cho nhà gái là cảm ơn cháu đã có mặt ở đây để hoàn thành ước mơ của con gái. Con gái Seri muốn là ở trong cái ngày trọng đại nhất của đời người á, có Hải Đăng Đu ở kế bên, dù là trong một khoảnh khắc thôi, dù là trong một ngày thôi, có hết tất cả những người thân yêu nhất chứng kiến điều này. Không biết là bao nhiêu sinh lễ này có hài lòng cậu không? Cho dù là không có sinh lễ thì buổi tối ngày hôm nay em đã rất hài lòng rồi, nhưng mà khi mà bỏ cái bịt mắt ra ấy, thì em không nghĩ là em và mọi người đã chuẩn bị những điều này. Thật sự là anh rất cảm động luôn, em rất cảm động luôn. Dạ, thế thì cảm động mình nhìn con gái đó. Thật sự là anh rất cảm động luôn. Cảm ơn em vì đã làm những điều này. Thường thì mọi người làm lễ dặm ngõ và ăn hỏi khi mà nhà trai đã đồng ý đi với nhà gái, và họ đưa lễ sang để gặp mặt nói chuyện và hai bên thông gia đi lại với nhau vào ngày cưới. Nhưng mà hôm nay do em phải lòng anh trước, thế nên là em cùng gia đình mang sinh lễ sang hỏi anh. Dạ. Sao gia đình em toàn trai đẹp ấy? Chất lượng không? Chất lượng. Đây là những trai làng thô sơ nhất ở xóm mình ạ. Thô sơ. Dạ. Mong rằng là mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tụi mình rút về đi các cháu, để cho không gian cho đôi trẻ nha. Soho vẫn ở đây nha. Nhường sân khấu lại cho con gái là Seri. Và ở đây có quả còn. Đây là vật sinh lễ mà em muốn gửi cho anh. Còn quả còn vừa nãy anh có cầm là quả còn của em. Nếu mà anh đồng ý với cái lễ hỏi này thì anh cho em, anh cầm quả còn của em và mình trao đổi lại cho nhau. Còn nếu mà anh không muốn thì em sẽ, anh vẫn cứ giữ quả còn và em sẽ cầm quả của em và ra về. Anh đợi chút xíu nha. À. Anh lên đấy em. Đây nè, đứng lên đây nè. Anh là đây hả? Nhắm mắt lại được không chứ không có việc tới đâu. Ok ok. Các chú ngồi dưới có thể nào nói giùm tôi là chuyện gì đang xảy ra được không? No! Cái gì vậy? Anh ơi, xoay lại và mở mắt ra. Bây giờ anh mở mắt trước và sau đó anh xoay lại.
À, em mời anh ngồi nha. Đây là ngôi nhà trong mơ của hai chúng ta. Em ngồi xuống. Oh. Wow. Cảm thấy thoải mái không? Thoải mái. Thoải mái hả? À. Trời ơi, tự học đó. Trời, có nghề lắm nha mọi người. Có nghề lắm nha. Trời ơi, phụ nữ phải học mấy cái này đúng không? Ngại quá, mình không biết nói gì hết. Không sao, đi. À. Cảm ơn em. Để anh chút xíu nha. Lộc Quy làm gì nhìn lên chứ vậy? Em đang tò mò những điều đằng sau. Bất ngờ cho anh. Vậy xong rồi nha, anh dẫn. Ủa, ra đi. Ok. Lo nhà luôn hả? Thật ra thì lo nhà là... sở trường của ai chứ không phải của tôi. Ê Cho, anh em đang ganh tị với em lắm. Mà nhà mình rộng bao nhiêu vậy em? Sao thấy cái chu vi diện tích cái nhà mình như sân đá banh vậy? À thì ra là muốn test thử cái tài nội trợ của tôi. Dương ơi, em có thể nhắm mắt lại được không? Em ngồi đây và nhắm mắt á. Đúng vậy. Ok. That I could find the words to describe you. Wow. Em mở mắt ra được chưa vậy? Em có thể mở mắt ra rồi á. I could make you see how you fit me perfectly and I fall for you. Been through it all, you're the one who understands. Em thấy cảnh này quen không? Quen. Như em bảo em thích băng bóng á. Và như đợt em ở Vũng Tàu á, cái thời gian đấy là thời gian khiến anh, khi nhìn thấy em, anh quay lại clip. Thì thật sự lúc đấy suy nghĩ trong anh như này này, anh không hiểu tại sao anh lại được ở cạnh người phụ nữ đáng yêu đến như vậy. Em sẽ về van. Nhưng mà còn việc em có quyết định chính thức làm người yêu với anh không thì còn tùy thuộc vào mọi thứ anh làm với em. Nên là em cũng sẽ để thời gian sẽ trả lời tất cả. Cái này là cái để bịt mắt lúc đi ngủ đấy mà. Đúng rồi. Này. À, đúng chính xác rồi đó. Cái này là cái bịt mắt. Thì anh biết là cái giấc ngủ nó rất là quan trọng với một con người. Vâng. Đúng không? Thì cái công việc của mình đi làm, anh cũng cảm nhận được là cái sự vất vả của em trong cái việc mà mình vào Nam như thế này. Đúng không? Cho nên là một cái điều này nó rất là nhỏ nhắn thôi, nhưng mà anh muốn là những cái lúc nào mà em cảm giác mệt quá, em cảm giác như là tôi dần kiệt sức rồi, thì em sẽ lấy cái món quà của anh ra. Đó, nó sẽ hỗ trợ cho em những cái lúc mà em nghỉ ngơi. Đà. Thì nó sẽ thay anh luôn luôn, lúc nào cũng bên cạnh em. Nắm tay nha. Dạ vâng. Đây, nắm tay xem. Để cho em sẽ về. Ừ.
Ok, bây giờ đi thôi. Nè, nhẹ nhẹ thôi. Nè. Đây, từ từ, từ từ. Nó có một cái G ở đây. Đây, bước xuống. Rồi. Ok chưa? Được, nó có okay. Một cái G. Rồi, từ từ. Rồi, lại có thêm một cái G nữa. Ok la. Rồi. Rồi, 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 rồi. Đây, chúng ta sẽ mở mắt ra xem. We've been through it all. You're the one who understands. Dẫu cho thế giới thoái xoay, ta vẫn như gió với mây. Chẳng có điều gì làm chia đôi chúng ta. Dẫu cho thế giới thoái xoay, bên nhau đến hết kiếp này. Từ mai về sau, mình là còn một món quà muốn dành cho anh nữa. Rồi. Bây giờ là đã buổi tối rồi. Thì hôm trước có một bạn á có đến và mang anh về bằng một quả bong bóng. Em thì em không tin vào phép màu đâu. Nhưng mà em cảm thấy mình cũng khá may mắn khi được tham gia chương trình. Vì vậy em cũng đã thử thêm một lần may mắn nữa. Không phải là chỉ một quả nữa, mà là một chùm bong bóng luôn ạ. Cái chùm bong bóng này thì nó cũng có màu tím, là màu mà em thích, cùng tượng trưng cho tình yêu. Nó có ý nghĩa là em thích anh rất là nhiều luôn á. Nếu mà anh thích em thì anh có thể nhận chùm bong bóng này. Còn không thì anh có thể ôm em một cái. Em sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Đầu tiên thì anh nói với em là thật ra em không phải là người may mắn khi mà tham gia chương trình nào đâu. Tại vì tụi anh mới chính là những người may mắn khi mà được ngồi đó và được đón nhận những tình cảm tới từ tụi em. Em là một trong số những cô gái đã tới đây, đã rất là dũng cảm để tới đây.